Dạ vâng, hello, em xin chào tất cả anh chị em và con cô bác nha. Em Nguyễn Thịnh Bến Tre gửi lời chào thân thương. Hiện tại mình đang có mặt trong bãi sân xe mình dưới đây nè. Thì em Innova của em cũng mới vừa tút xong. Innova 2014 nha anh chị. Phong dáng xe này tuyệt vời mặt trời luôn, không có chỗ nào mà để chê được anh chị, đời cao rồi anh chị ơi. Mua về để việc đi thôi. Máy số gầm rất là im luôn. Bao với anh chị luôn. Đó. Bản này là bản G thôi nha anh chị nha. Mà G này G không taxi nha. G này thì có chạy dịch vụ thôi, không taxi, cam kết với anh chị luôn. Máy số gầm trần nỉ bồng đèn em ok hết. Mâm lớp vỏ bốn cái mâm gì cui luôn anh chị ha. Bốn cái vỏ gì cui à. Mâm cũng còn khá đẹp. Nguyên vậy là hết mới. Túp lô túp ly rất là mới anh chị ha. Xe không khoan đục nha anh chị, cam kết không khoan đục nha. Đó. Keo chỉ 100% không thiếu một phân. Máy số gầm tuyệt vời mặt trời luôn anh chị ha. Đó. Vô lăng mới rồi. Trần nỉ đẹp. Zin đét. Sản xuất 2013, đăng ký lăn bánh 2014. Em lên lấy thử dòng cho anh chị mình nghe tiếng máy nha. Xe chạy mất 132.000 cây à. Mỗi tội hết xăng thôi. Sao xe nào bữa giờ cũng hết xăng chứ. Xe này êm nha anh chị nha. Chìa khóa lóc cửa đầy đủ luôn nha anh chị nha. Bây giờ để em sẽ chạy dòng Bến Tre anh em mình xem mình đánh giá xe này chạy êm không nha anh em ha. Cái máy chạy còn rất là êm đúng không chị? Nhẹ. Đúng là Innova mà xe đi ít á chạy êm gì đâu nha. Nè, anh chị không đầm nè, phước lái không xỉa không rung không lắc luôn, em chạy em buông tay cho anh chị xem nè, đó đó không đầm ghê luôn nha. Dàn lạnh thì lạnh teo bugi luôn, mát mẻ cực kỳ vô cùng. 8 chỗ ngồi túp lô túp ly còn rất đẹp luôn anh chị ha. Vô lăng rất là mới, dòng này hay túi khí ha anh chị ha. Nè đang quay một cái điện thoại. Chứ thì xe này chạy vừa đầm vừa chắc vừa êm, nhẹ xe, đời cao 2014. Anh em nào muốn sang tên thì sang, muốn ủy quyền thì ủy quyền, xe thì biển thành phố. Đó. Giá thì nó cực kỳ hợp lý luôn. Em bán cho anh em mình một cái giá nè, em đọc một cái giá anh em mình giật mình luôn, 285 triệu là có Innova 2014 chạy rồi, bằng với giá của một xe Innova G 2010 đẹp thôi. Đó, mà trong khi đó xe này xe 24 vô lăng mới, phơm mới luôn. Mà cái lăng mới rất là đẹp ha. Giá mình bán cực kỳ hợp lý, mình bán là bao giá cho anh em lựa chọn luôn á. Anh em cứ tham khảo ở những chỗ khác bán thế nào ha. Chỗ mình bán giá nào cũng rẻ, không phải rẻ là vì xe tào lao, mà rẻ là vì vấn đề là em mua lợi ích, em muốn bán liền và cái chỗ cửa hàng em nó không được rộng á. Cho nên thành thử ra mình bán lợi ích, có lời là bán liền, không có để lâu. Đâu bán để lấy xe khác, tại vì cái nguồn cung cấp xe em rất là nhiều. Mà mình thì không có chỗ để, cho thành thử ra không có dám bán lời nhiều phải ôm lâu mới bán lời nhiều được. Thành thử là bán rẻ cho đi lẹ. Xe thì chuẩn hết rồi, cửa đó không sát nè, chỉ vậy thôi. Vô lăng túp lô túp ly đẹp, máy số gầm em ru. Anh em nào thấy thích xe này thì cứ mạnh dạn lên alo cho em Thịnh mình qua số điện thoại là 0834 33 3371 hoặc là 0397 026 935. Yeah, địa chỉ cửa hàng em là 119 ấp Bình Thành Bình Phú Bến Tre, hoặc là anh em cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre là đi theo vị trí là tới nhà. Anh em khi mà xem clip này vui lòng bấm đăng ký kênh nha anh em ha, để mình cập nhật được nhiều video và để xem được những video đầu tiên của em, để tránh những trường hợp là anh em mà khi xem clip rồi anh em điện là xe đã bán, và những cái clip đó là anh em đã xem là đã trễ hơn người ta rồi, cho nên thử ra là lý do là mình chưa đăng ký kênh. Lý do cuối cùng là anh em phải đăng ký kênh mới xem được những video đầu tiên. Đó, rồi em cảm ơn, em xin chào, chúc bà con bữa trưa vui vẻ nha.